Cái này là cây dược liệu cả nhà chỉ rất nhiều nha. Thường ông bà xưa người ta xịt cái để xong rồi, xong với chị cảm lạnh tiêu chảy rồi, xong thường xong không với lại ăn những lá non. Bây giờ mình cắt thôi nè. Dược liệu là ổi nha. Giờ mình cắt mình cho gà mình ăn. Cắt được một thao luôn này. Cho gà nó ăn lỗi lá ổi cho gà. Giờ mình đem vô cho gà mình ăn thấy rồi. Nếu mình chọn xong rồi mình không được cho gà ra. Lỗi hết. Lỗi này dược liệu tại nhà. Cái lá này thì cung cấp chất xơ, chất xanh, khoáng chất, cái tua này, vitamin và cung cấp luôn vitamin C nhiều loại. Cái gà mà nên mình có cái này mình cho gà ăn không? Nhớ cho gà. Ăn đã, ăn quá trời lắm. Cái dược liệu này gà ăn quá trời lắm. Phòng bệnh tiết kiệm và no lắm, trộn vô thì no ăn đi không. Nên mình ăn được cái này thôi là ăn. Cái này mình ăn cũng được, ổi mà. Lá mình ăn cũng được, trái mình ăn được, mình cho gà ăn thì càng tốt hơn. Nó có chất xơ, có chất xanh, nó có vitamin, khoáng chất, nhiều thứ lắm. Ở đây mình nói sơ sơ thôi. Còn nếu nghiên cứu sâu thì phân tích rõ. Đó là mình có thể lên Google tìm hiểu, tra vô những cái vị thuốc nam, thì nó có đủ mà. Còn là mình cho gà. Ăn cả lá. Ăn vậy kìa. Để vòng lại. Ngam chưa? Mình chia này thôi. Cái này cũng không đều. Cái này đều giống. Mình nói đều giống. Đơn giản đi, đơn giản chứ chị. Anh cho gà này, cho này. Ăn quá sắc. Đây là rượu. Đây là rượu giang. Ổi. Mè mè. Ăn cái mê. Mê ly. Dạ. Ăn mê ly. Cái dược liệu luôn. Rẻ tiền. Chung nói cây dược liệu thì nói chung ngoài cây ăn trái. Cây ăn trái là một cây.
thay đổi là con trái mà người ta ngày xưa ông bà cha mẹ dùng cái này chi bệnh gì xông hơi rồi ăn đồ lá này cũng làm cũng không thật chứ nấu gà đồ mình nấu ăn được cũng ăn sống được, nói chung là nó cũng nhiều cái lắm nên mọi người cứ tận dụng nó để nuôi gà tận dụng nó để nuôi gà. Hôm nay mà có thì nó ăn ăn vậy là ok. Đi mẫn tình hồn quá ăn quá tiết kiệm quá ăn như vậy xá rồi quá xá rồi. Cũng ăn thấy ham không? Nên ai có cây dược liệu tại nhà thì cho gà ăn nha. Mình có cây ổi, nói chung là nhiều loại lắm, không phải đâu. Ngoài giờ mà giúp này giúp cây ổi chứ không. Cây ổi thì cái dụng dược liệu này khó dụng ổi. Lá, trái, mọt, mọt gì cũng có ăn. Cũng nhiều người cho gà ăn là tốt luôn. Ăn cây ổi dược liệu tại nhà phòng bệnh. Tuyệt vời. Ăn cũng thấy ham, ăn cũng thấy ham. Nó mình thấy ham, khác là thấy ham. Còn cái xe chúng ta mình đứng nốt mà. Thì thiếu những chất đó. Nên người cho gà ăn cái loại này ok. Chừng là dịch liệu và thức trái các cây mùng ngày nó sẽ không có thành tính mà không có nhiều tác dụng xấu. Nên mình tận dụng đi. Cái gì gà đã được mình tận dụng mình nuôi nuôi được, cũng như tận dụng diện tích, tận dụng nhiều cái khu rồi nuôi gà cũng nhốt rồi. Không có diện tích lắm mình mới làm cái này, mình nhốt mà không có rau, có cái gì cái gì bệnh gì kiểu gì đó. Sử dụng đi. Những khí thì con bỏ. Những khí thì mình bỏ công ra. Công ra mình làm. Công ra mình làm. Sắc nhiễm, xây nhiễm, độ sắc. Rồi. Sử dụng cái này đã sử dụng thì mình sẽ áp dụng mình ra.
sử dụng gà hay là cây dược liệu để dùng được. Oh, my God.